Đây là một cái mạch hiện dòng và áp nha các bạn. Thì cái mạch này thì nó phân biệt âm dương nha các bạn. Tức các bạn đâu phải đóng đúng cực nha, không đúng cực nó sẽ cháy nha các bạn. Nhưng mà mình đã chế rồi các bạn. Mình đã dùng 4 cu diode mình làm một cái mạch để mà chống ngược cực rồi. Bây giờ mình đấu chiều nào nó cũng sẽ lên nha các bạn. Đây. Mình quay ngược lại dây lại nha. Nó vẫn sẽ lên nha các bạn. Mình thử một lần nữa cho các bạn xem. Đấy, chiều nào cũng sẽ lên nha các bạn. Đây. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ngay sau đây. Rất là dễ đơn các bạn, chỉ cần 4 cu diode thôi nha. Thì để bắt đầu làm thì mình có hai cách nha các bạn. Cách thứ nhất thì mình chỉ cần một con diode thôi nha các bạn. Mình chỉ cần một con diode thôi. Đây. Mình chỉ cần một con diode duy nhất. Thì đây là một cái mạch các bạn. Cái mạch này thì nó chạy ở điện áp DC nha. Cho nên là khi mà các bạn đấu ngược cực nó sẽ hư nha. Thì để mà bảo vệ ngược cực á, thì mình sẽ cần một con diode. Đấy, nhưng mà các bạn lưu ý á, là khi cái điện áp nó qua con diode này nó sẽ giảm 0,7V nha các bạn. Thì để mình chứng minh cho các bạn xem. Đây, mình có một cái nguồn DC nha các bạn. 13,5V nha các bạn. Thì sau khi qua diode thì nó sẽ tụt xuống 0,7V nha. Đây, các bạn còn thấy còn 12 chấm ở 12,7 nha các bạn. Bỏ diode đây. Thì nó sẽ còn 13,5 nha. Đấy, nó sẽ tụt 0,75V nha các bạn. Cho nên các bạn cần lưu ý nha. Thì cái cách thứ nhất rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ cần thèm một con diode. Đây một con diode. Các bạn sẽ thấy cái đầu có cái vạch trắng đó các bạn. Mình lấy nét lại. Đây cái đầu có vạch trắng nha. Các bạn để vào cái nguồn dương của thiết bị nha các bạn. Hàng vào đây. Cái đầu còn của diode còn lại thì mình cứ hàng vào nguồn thôi, nguồn dương của nguồn thôi. Thì cách bảo vệ này là rất là đơn giản, các bạn được áp dụng trong rất nhiều mạch điện nha. Nhưng mà các bạn lưu ý là cái này mình không có sử dụng cho tải lớn được nha các bạn. Chỉ dùng được cho tải nhỏ thôi. Tải lớn thì mình bắt buộc phải dùng phết nha các bạn. Đây thì mình sẽ thử luôn cho các bạn xem. Đây, trước tiên thì mình đấu đúng cộng trừ nha các bạn. Dây vàng là dây dương các bạn. Còn cái dây đen là dây âm nha. Đây các bạn, lên nha các bạn. Thì mình sẽ đảo ngược dây lại. Nó sẽ không lên nha các bạn, nhưng mà nó cũng sẽ không hư thiết bị mình luôn nha. Cái cách này là cách đơn giản nhất và cách dễ làm nhất, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai nha các bạn. Thì mình cần 4 con diode nha các bạn, mình sẽ cần 4 con diode như thế này. Đây. Đấy, và các bạn lấy hai cái đầu diode nè, hai cái đầu trắng nha các bạn. Hai cái đầu trắng của diode các bạn xoắn chung lại lại với nhau, và cái đầu hai con diode còn lại các bạn xoắn chung với hai cái đầu mà nó không có vạch trắng nha các bạn. Tí mình sẽ chụp hình lên cho các bạn dễ thấy nha. Tí mình sẽ xoắn lại. Đây mình sẽ được hai vế như thế này, và các bạn nhập hai vế lại chung với nhau. Các bạn xoắn một lần nữa. Đây. Xoắn xong nó sẽ được như thế này nha các bạn. Đấy, nó sẽ được như thế này nha. Mình sẽ làm gọn lại nha các bạn. Cách này rất là hữu dụng nha các bạn. Để như các bạn thiết bảo vệ cái chống ngược cực cho cái thiết bị điện của mình á, các thiết bị điện tải nhỏ thôi nha. Lưu ý cách này thì nó giảm khoảng tầm hơn 1V nha các bạn. Nó giảm đầu ra khoảng tầm hơn 1V nha. Và đây. Các bạn để ý nè. Các bạn hàng cái đầu hai cái có hai cái vạch vạch trắng nha các bạn. Cảm khó lấy nét quá.
Thế thì hàng hai có đọt có hai quả trắng nè, là nguồn vuông nha các bạn. Hàng sẽ hàng vào cái nguồn vuông. Ok. Và cái đầu còn lại, cái đầu mà không có hai cái vạch trắng đó các bạn. Đây, cái đầu không có hai vạch trắng nha. Bạn hàng vào nguồn âm. Và còn hai cái đầu này là đầu điện DC nha các bạn. Các bạn hàng bất kỳ đầu nào cũng được. Tại vì cái cách này mình dùng là nó sẽ giống như cách mà dùng DC các bạn. Các bạn cắm vào đầu nào nó cũng sẽ lên thôi. Mình để máy quay khó làm đó các bạn. Ok, dính rồi các bạn. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây, trước mắt mình thử vậy trước kia các bạn. Lên nha các bạn. Có đi hot mình làm một cái mạch để mà chống ngược cực rồi. Bây giờ mình đấu chiều nào nó cũng sẽ lên nha các bạn. Đây, mình quay ngược lại dây lại nha. Nó vẫn sẽ lên nha các bạn. Mình thử một lần nữa cho các bạn xem. Đây, chiều nào cũng sẽ lên nha các bạn. Đây. We'll be right back.